Xin chào các bạn đang theo dõi học tiếng Nhật C Nhân Bánh và mình là Thế Anh. Rất là vui mừng được thông báo rằng kỳ thi JLPT vừa qua thì mình đã lấy được chứng chỉ N1 với điểm số là 109 điểm. Cũng không cao nhưng mà dù sao thì cũng đã vượt qua được cái bức tường rất là lớn đối với mình và đối với mọi người, những cái người đang yêu thích và theo đuổi con đường học tiếng Nhật. Nói chung thì mình cũng xin chia sẻ là trong cái suốt cái quãng thời gian ở Nhật 3 năm thì mình có đi thi lần đầu tiên là thi N2 là vào tháng 12 năm 2015, tức là sau khi mình sang Nhật 1 năm thì mình đi thi N2. Thế tuy nhiên hôm đấy thì đi thi được có 90 điểm và 18 trên 19 điểm đầu cai nên mình đã trượt N2. Lần tiếp theo mình không thi N2 nữa là lần tháng 12 năm 2016 thì mình thi N1 luôn. Lúc đấy là bởi vì cũng đi thi để thử để cho biết, với cả cái năng lực mình lúc đấy chưa đến thì lúc đấy mình được có 84 trên 180 điểm thôi. Không dừng lại ở đấy thì tiếp tục cái con đường học tập thì mình đạt được 96 trên 180, tức là thiếu 4 điểm vào kỳ thi tháng 7 năm 2017 vừa rồi. Rất là đáng tiếc bởi vì là nếu như mà trong cái quãng thời gian 3 năm làm tu nghiệp thì mà lấy được cái chứng chỉ đấy thì từ cái tổ chức mà mình đi theo ấy, là IIM Japan, thì họ cũng mới cái hồi mới sang thì họ cũng cam kết là trả thưởng là 5 man. Thế tuy nhiên hình như cái thời điểm mình sắp về thì họ tăng lên giá là 7 man. Rất là đáng tiếc vì đã không lấy được cái số tiền thưởng như vậy. Thì đến cái tháng 12 năm 2017, tức là cái kỳ thi đợt vừa rồi, thì mình cũng đã tham dự cái kỳ thi đấy ở trường Đại học Hà Nội. Và mặc dù là công việc cũng khá là bận rộn từ khi về Việt Nam thì tuy nhiên là vẫn rất là may mắn là chưa quên tiếng Nhật, thì là mình cũng đã vượt qua được cái bức tường đấy rồi. Thì hiện nay cũng muốn chia sẻ với các bạn đi sau và những các bạn là chưa vượt qua được cái bức tường N1, một chút cái kinh nghiệm là đầu tiên thì mình học, mình hướng tới kanji thôi. Ban đầu học kanji rất là nhiều, học chữ Hán thì nó tạo ra cho mình một cái nền tảng rất là vững chắc về cái từ vựng. Học chữ Hán không chỉ là chữ Hán đâu nhé, mà còn có cả từ vựng, còn có cả thậm chí học chữ Hán bạn có thể là hiểu thêm hơn về tiếng Việt của mình nữa. Nên là đấy là một cái phương án mà ngay từ đầu mình đã xác định được nó rất là chính xác khi mà mình đang học tiếng Nhật. Mất 1,5 năm sau khi học thì chữ Hán đấy, hết một cái cuốn từ điển nó cũng dày khoảng tầm này này, thì lúc đấy mình bắt đầu mình đi sang từ vựng và ngữ pháp. Thì lúc đấy là thật ra cái ngữ pháp ấy, với mình nó cũng không phải là quá khó, đặc biệt là những ngữ pháp bậc cao. Ngữ pháp bậc cao thì nó chỉ sử dụng trong những cái trường hợp thực sự là đặc thù thôi, nó không có khó. Bởi vì là cái này nó chỉ áp dụng trong trường hợp này, thì khi mà mình đưa ra những cái đáp án ấy, thì mình rất dễ có thể lựa chọn cái đáp án của cái ngữ pháp đấy. Thì tuy nhiên là cái ngữ pháp các bạn nên làm nhiều bài tập thì nó sẽ rất là dễ nhớ và dễ áp dụng vào trong thực tế. Một cái nữa đấy là với kinh nghiệm 3 lần thi N1 của mình thì những cái ngữ pháp đấy nó sẽ đề nó sẽ ra, thế nhưng mà nó chỉ ra một vài câu rất là nho nhỏ thôi, nó sẽ không nằm trong cái phần mojigoi nữa mà nó nằm trong cả cái phần đọc hiểu, thậm chí cả phần nghe của các bạn. Những cái ngữ pháp các bạn học trong các cái giáo trình hiện hành người ta đang lưu hành thì cái quan trọng nhất trong cái việc thi N1 ở đây theo mình nghĩ đấy là cái sự hiểu biết về ngôn ngữ, tức là hiểu biết về cái từ vựng và cái cách sử dụng từ trong cái văn cảnh của người Nhật. Đấy. Vì thế cho nên là khi
tức là người học tiếng Nhật ở Việt Nam ấy thì N1 rất là khó để đậu, bởi vì cái ngôn ngữ nó không chỉ là ngôn ngữ mà nó còn bao hàm cả về văn hóa, đời sống, chính trị, tôn giáo, rất là nhiều những thứ liên quan. Thì là mình cũng khuyên là cái việc mà mình muốn thi cái tiếng Nhật ở cái mức cao thì mình nên đọc nhiều sách hơn, đọc càng nhiều sách càng tốt. Thì trong sách nó đã là quy chuẩn rồi, nó phải thật chuẩn thì người ta mới bắt đầu người ta xuất bản ra để cho độc giả người ta tìm tới và đọc. Thì mình hãy bắt đầu từ những cái cuốn sách đơn giản dành cho trẻ em chẳng hạn, hay là những cái cuốn thú vị, ví dụ như là tiểu thuyết ngôn tình chẳng hạn, thì về sau các bạn có thể tìm đến những cái thứ nó phức tạp hơn, ví dụ là lịch sử, địa lý, tôn giáo các thứ. Thì những cái đấy nó sẽ, thứ nhất là nó trau dồi cho mình thêm cái kiến thức về xã hội, cái thứ hai nó làm các bạn tăng cái khả năng đọc hiểu. Thì mình tập đọc quen rồi, cái khả năng lướt đọc nhìn chữ của mình nó sẽ rất là dễ, và nó được rèn luyện rồi nó sẽ quen hơn và dễ làm hơn. Nên là mình khuyên các bạn là nên đọc hiểu. Với những bạn mà khởi đầu không học được quá nhiều kanji, không hiểu rõ về kanji, thì nó là một cái điểm thiếu sót hay là điểm yếu rất là lớn đối với các bạn. Thì mình cũng khuyên là vì kanji chữ Hán nó không, gần như nó chả liên quan gì đến ngữ pháp hay các thứ gì cả, mà cứ học kanji nó gần như là một cái trường phái riêng tách biệt của tiếng Nhật rồi, thì là mình học bất kỳ lúc nào cũng được. Và mình học thì là mình nên ứng dụng ngay bằng cách là viết, hoặc là mình đặt câu với nó chẳng hạn, thì là mình sẽ rất là dễ nhớ. Thì là xin chia sẻ thêm một chút về cái công việc hiện tại của mình. Hiện tại thì mình đang là giám đốc trung tâm đào tạo của công ty HPC Hà Nội. Thì trong cái chương trình mà đào tạo của mình sắp tới sẽ triển khai và hiện tại vẫn đang triển khai, thì mình vẫn rất là muốn sử dụng những cái kinh nghiệm mà mình đã đạt được, đã học được trong khi mà mình trải nghiệm cuộc sống ở Nhật để truyền đạt cho những bạn đi sau. Và đặc biệt cái điều chú trọng lớn nhất đối với mình là chữ Hán và phát âm. Chữ Hán tốt thì cái nền tảng các bạn sẽ vững chắc và các bạn sẽ đi được con đường rất là xa. Cái thứ hai nữa là cái phát âm đẹp thì người nghe tiếng Nhật của bạn, người đối diện với bạn sẽ cảm thấy là kimochi gai, tức là cảm thấy rất là sảng khoái khi mà nghe tiếng Nhật của bạn, nghe cái tiếng Nhật là người ta muốn giao tiếp với bạn ngay rồi. Cái lúc đấy là thực sự bạn là một cái con người rất là hấp dẫn. Đấy, cũng mình cũng chịu khó tìm hiểu những cái cuốn sách khá là hay, ví dụ như là cuốn Unko Kanji này, nó rất là nổi tiếng trên cái cộng đồng vừa qua, thì cũng muốn là đưa thử một vài những cái phương pháp nó thú vị một chút. Đối với các bạn là học viên chẳng hạn thì có thể là người ta sẽ tiếp thu dự án được dễ hơn chẳng hạn. Ở đây nó có rất là nhiều những ví dụ thú vị. Thì là hy vọng trong thời gian tới mình cũng sẽ đào tạo ra được những cái lứa học sinh tâm đắc. Hy vọng sau 3 năm về sau các em quay trở lại đều vượt trên cái tầm tiếng Nhật của mình. Toàn là một hết, hy vọng là như thế. Thì cũng chia sẻ ngắn ngủ một chút thôi, thì sau này mình cũng hy vọng là mọi người vẫn tiếp tục theo dõi kênh Học Tiếng Nhật Dễ Như Ăn Bánh, và video thì mình cũng cũng sẽ còn làm rất là nhiều nữa, có muôn vàn ý tưởng để thực hiện, bởi vì hiện tại là mình có đầy đủ mọi điều kiện để có thể thực hiện những video hay rồi. Nó không như là ngày xưa khi mà mình còn ở Nhật Bản vừa làm vừa học vừa làm video nữa. Bây giờ nó hy vọng là sẽ có nhiều cái video và ý tưởng thú vị hơn đưa tới mọi người trong thời gian tới. Yoroshiku onegaishimasu. Mình xin phép, video cũng khá là dài rồi thì mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.